Vâng, xin chào tất cả các bạn đến với kênh Thiết bị điện Nguyễn Cao ha. Hôm nay em chia sẻ với các bạn một cái mẹo làm một cái dồi sen tự chế tại nhà ha. Thì ở đây mình có, ở nhà mình có cái ống, cái đường nước vào xuống là 21 rồi. Thì bây giờ mình sẽ mua cái giảm, một cái giảm là 21 ra 34 và một cái đầu bít. Đây, một cái đầu bít. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành dán, mình cắt khúc ống 34 mình nối hai này lại ha. Dán như thế này ha mọi người. Ok. Rồi bây giờ tôi đã dán lại như thế này, để dán như thế này rồi bây giờ chúng ta sẽ dùng bắt đầu chúng ta cái đầu này nè, cái đầu này là chừng nữa chúng ta sẽ đưa vào cái giò nước 21 ha, cái ống 21 đấy. Còn này là chúng ta sẽ vùi lỗ. Bây giờ tôi sẽ dùng một cây phân pin ha, đấy phân pin và một cái đầu ốc vít, cái đầu vít đuôi cá mọi người. Đấy, cái đầu vít của cá nè. Đấy. Rồi bây giờ mình sẽ vùi lỗ. Đây tôi vùi được 3 lỗ rồi nè. Bây giờ tôi sẽ vùi tiếp cho nó giác cái dòng 34 luôn ha mọi người. Ha. Đây là cái thành phẩm nè, mình đã rồi vùi lỗ xong nè mọi người, nhìn nè. Xuyên con kia luôn ha. Đấy, mọi người thấy ha. Bây giờ mình sẽ lấy cái gì nhỏ nhỏ mình xèo xèo cho cái lỗ này nó đang bị bà vớ nè. Bây giờ cho nó hết mấy cái ba vớ này ha. Đây, ok nè mọi người. Để mọi người thấy à. Cái dòi sen này là gắn vô là bảo đảm là xài là thiên thu luôn đó. Chứ cái dòi hiện giờ tôi đang tắm ở công ty tôi nó quá trời mau hư rồi. Cho nên thì bây giờ tôi chế như vậy để tôi xài. Bây giờ mình sẽ cùng đi lắp đặt cho tôi ha mọi người. Đi dán cái ống thật, đem cái hũ keo và cái này theo và dán vào là xong. Và mình sẽ mở nước cho mọi người xem luôn ha. Đây, bây giờ mình đã đến cái nơi mà chỗ mình chuẩn bị lắp rồi nè mọi người. Đấy. Thì bây giờ cái bộ này thì mình sẽ lắp vào đây. Lắp vào đây rồi thành cái dầu sen mình tắm phà luôn ha mọi người. Đấy, ok à. Là nó vừa cái đầu tôi luôn đó. Đấy. Mình lắp gì vô là mình thấy thành cái dầu sen nè mọi người. Thấy không? Mở cái van này ra là tắm phà luôn. Thì hiện giờ là ở đây là cái đầu color 21 và cái này là cái giảm 34 và 21, thì mình muốn nối hai này lại thì mọi người sẽ cắt cho tôi khúc ống 21 ha, khúc ngắn thôi ha. Bây giờ sẽ cắt khúc ống. Đây mọi người, cắt khúc này thôi. Khúc này cỡ tầm 3 phân ha. Giờ mình sẽ dán vô đây một đầu, dán nhỏ ngắn thôi, thấy không? Dán đầu vô đây ha. Lấy keo mình thon dán vô đây. Đấy, tôi đã dán vô cái đầu này. Rồi bây giờ chỉ có tha keo nữa mình dán vô đây nữa là xong ha mọi người. Đấy, thành cái giò sen ha. Mọi người thấy đẹp không? Ok ha. Rất là tôi này là cho tôi bảo đảm là xài rất là bền luôn đó. Đấy, tôi do tôi một là tay làm một tay quay cho mọi người thì nó lắc ha, mọi người thông cảm. Đấy, cái giò sen ok chưa, giò sen này là ra nước rất là nhiều luôn đó, bảo đảm luôn. Bây giờ tôi sẽ dán keo và tôi mở ra cho mọi người xem ha. Ok, bây giờ mình đã hoàn thành rồi. Bây giờ là đây là cái công đoạn cuối cùng ha mọi người. Bây giờ mình chỉ việc mở nước ra và mình kiểm tra thử coi nè. Bây giờ tôi sẽ tiến hành mở nước ha. Đấy, mọi người thấy không? Rất là êm coi ha. Đấy. Một cái giò sen tự chế để sử dụng cho gia đình thì không có cần phải tốn tiền nhiều quá, và cái tuổi thọ nó thì mà sẽ rất là bền ha mọi người. Rồi video mình chia sẻ mọi người đến đây là kết thúc ha mọi người. Hẹn gặp lại mọi người ở video clip tiếp theo. Nếu mọi người thấy hay thì nhớ cho kênh Thiết bị điện Nguyễn Cao một lượt like, một lượt đăng ký kênh và một lượt chia sẻ để mình có động lực kênh nhiều video hơn cho mọi người xem. Hết sức thân ái, chào tạm biệt. Đây, rồi sen tự chế ha mọi người. Rồi sen nước tự chế tại nhà. Giờ mình sẽ cùng làm một cái rồi sen nha.